Em Cường xin chào các bác. Mấy hôm nay rồi mới lại có cái vlog đi mua xe các bác ạ. Và bây giờ thì em đang có mặt ở Hà Nội rồi. Đấy, đây này cho các bác xem này. Em đang có mặt ở trước mặt một cái sân pitch. Đấy, có mấy chị em đang đánh pitch ở trong kia kìa. Đấy, ôi môn này không biết là nó du nhập ở Việt Nam nhanh thế chứ này. Giờ tự nhiên thành một cái trend rất là hoành tráng. Hôm nay thì em đang có mặt ở khu vực nào nhỉ? Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Để xem và mua một Honda Civic bản full 2.0 năm 2008. Bản này thì như bạn chủ bảo rằng là chạy hơn chục vạn, thì các bác cùng em xem là nó chạy có hơn chục vạn hay không. Và tiếp đến nữa là em có một cái thông tin là có một khách bán một con Vios đời ở mãi Hòa Bình cơ, xa phết. Đời 2021 bản G. Thì chốt được giá rồi, hơn 400. Thế tuy nhiên thì lát nữa thôi xem xong con Vios này thì khả năng em sẽ di chuyển lên trên đó. Nhưng mà trước khi di chuyển lên trên đó em phải gọi lại khách đấy chốt lại em mới đi, không là vất vả lắm, mệt lắm các bạn. Đấy, thì vlog này thì các bác sẽ được xem bọn em mua hai con, một là con Honda Civic. Con Honda Civic thì xin phép các bác là không quay mặt người chủ xe nhé. Bởi vì người chủ chủ xe họ bảo rằng anh làm cơ quan nhà nước là không 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 muốn quay. Ok thôi, không sao cả. Đấy, thì cái này là theo nhu cầu của chủ xe thôi nhá, không phải của em đâu. Đấy, còn em thì em quay vô tư thôi, chả vấn đề gì hết. Xong cái đó thì bọn em sẽ tiến hành di chuyển, nếu mà ok thì di chuyển đi xem và mua con Vios cho những bác nào thích Vios. Ok, bây giờ em sẽ đợi đợi khách mang xe đến đây đã, vì ở Hà Nội mà. Không phải là đi vào nhà khách mà có thể là xem được đâu, xem xe được đâu, bởi vì nó chật chội lắm, mà em phải đợi ở chỗ khu vực sân pitch này các bạn. Mời các bác. Xe đến rồi kìa nhá. Để các bác nhìn con Civic kìa. Đấy, và không quay chủ thì em sẽ tắt máy đã. Các bác đợi chút. Quả lốp này thấy làm lại từ năm 20 thay từ 2017 đến bây giờ là vẫn còn như này, thì ít nhất là từ 2017 đến bây giờ là không đi nhiều. Ok chưa? Cẩn thận không quay vào chủ xe nhá. Lốp này vẫn là lốp của nó, không phải lốp của nó, lốp cùng đời đấy. Nào thì bây giờ bác bảo là chạy hơn chục vạn thì cùng các bác cùng em nghiên cứu nhá. Cái thứ nhất là cái tầm này là tầm tay thì đời 2008 đến bây giờ. Đấy, là cái tay này là nó hơi bóng một tí chỗ này rồi. Cái chỗ này thì cũng vẫn là zin, chưa sơn lại. Ghế da này theo của nó luôn. Ôi giời hay đấy. Có vẻ là chạy không quá nhiều đâu các bác. Đây, bây giờ xem cái này. Đây, chân phanh này này, mòn góc này này, để chứng tỏ con này chạy ở Hà Nội nhiều. Con này là 2008 2008. 2008 à? Ừ. Đấy, đây. Đấy, đây là cái chân phanh chạy Hà Nội nhiều, nó mòn rồi. Con này đa số là chạy một chủ thôi. Và đây là cái phần wow. Đây là cái phần vô lăng. Vô lăng này thì con Civic nào cũng sẽ bị như thế này, là nó hơi bị mòn một tí ở đây này. Hơi bị mòn tí đây này. Đấy. Đây cũng thế này, nhưng chỗ này thì chưa bị sao nhá. Và đặc biệt rằng là cái logo của con này vẫn còn luôn. Đấy, chứng tỏ là chạy nhiều. À, chạy ít, xin lỗi các bác, chứng tỏ là chạy ít. Để em bấm xem là chip trước là nó là bao nhiêu nè. Bấm ở đâu đây? Ở đây. Chạy là 107.000 km. Báo gì có 107.000 km ta? Đấy. Xem cần số này thì sẽ là như này. Đấy. Kính năm bao nhiêu? Kính này thay rồi. Thay rồi. Đâu xem nào. Cái bọn Civic nó, dòng Civic nó sẽ có cái năm sản xuất của cái kính này thay này. Ừ. Với thêm một cái kính cửa đằng sau bên sau thay à? Kính cửa sau bên lái. Kiểm tra xem là có bị va chạm đâm đụng gì không. Đằng đầu ấy. Anh bật capo lên chứ cậu ra kiểm tra đi. Ôi giời ơi. Ấy da. Cái dòng cao su kia nó bị đấy. Có giống Civic này nó rất hay bị cái này. Không thể kéo được. Hả? Nó đang bị nước vào cổ ta này. Đâu? Nó bị ở cái gioăng ở trên này, cái gioăng nhựa ở trên nó bị mất rồi. Cái đấy thì xử lý được, không đấy, sao. Cái đấy thì thay có 8 lít thôi. Rồi đi. Ôi sao trần con này đẹp thế nhỉ? Cái này kính bị bay mất rồi. Trần của nó đẹp đấy. À, mất cái chụp này. Con này nó rất dễ bị gãy cái chụp này. Cái này cái đậy kính thôi, nhưng mà đẩy lên như này thì không vấn đề gì. Và nó bị dồn nữa. Con này nó hay
Cái này là cái lẫy này. Cái lẫy này nó không cài được vào đây. Cho nên là bác chủ bác ấy sử dụng cái gọi là công nghệ băng dính. đây cái này xử lý được, cái móc nó sẽ móc vào đúng đây này. Đấy, cái này nó đang bị móc lệch một tí. Nó móc lệch một tí thế cho nên là nó đang không giữ được. Cái bác sử dụng, chủ bác sử dụng cái công nghệ này. Dính phát đây nó đứng yên. Đấy. Cái này về xử lý thì đơn giản thôi. Xe đã được lên màn hình cam hành trình. Cam lùi có chưa? Ở đây. Cam lùi căng đét. Đấy. Phần táp lô có thứ là còn ok. Đấy, xin lỗi các bác là có bác nào lại gọi cái Zalo này, em tắt cái điện thoại đi đã. Vừa xem. Các bác lưu ý là con này nhá. Về cơ bản đấy thì ghế da này là vẫn zin này. Cái này bọc lại rồi này, để cái này bọc lại rồi này. Cái nguyên bản của nó là giống bên trái cơ. Cái nguyên bản nó giống bên trái cơ. Nhìn ghế Civic này, ghế này ghế nguyên bản này. Cái phần này còn rất là đẹp nhá. Đấy. Còn cực đẹp luôn. Các phím bấm này các bác để ý rằng là những cái dòng xe Civic như con nào chạy nhiều, vặn điều hòa nhiều, cái này đa số bị bạc hết. Nhưng con này chưa bạc. Con này vẫn còn đẹp. Các bác nhìn xem, em quay cận cho các bác xem nhá. Đấy. Còn khá là ok luôn nhá. Đấy. Con nó bạc trắng này đi này. Đấy. Thì tạm thời nhá, cái con này thì em nhìn sơ qua về cái phần nội thất thì em thấy rằng nó chạy không phải là quá nhiều. Đấy. Thế tuy nhiên thì bảo rằng ở tầm mười mấy vạn thì em thấy là hơn chục vạn một tí là em thấy nó cũng có một cái gì đấy nó gần gợn. Đấy, thế nhưng mà về phần nội thất nó cũ thời gian vì năm nay nó cũng từ 2008 đến giờ mà 16 năm rồi. Thì kể cả mình có chạy hay mình không chạy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị một số những cái chi tiết nó tự cũ theo thời gian. Đấy, tuy nhiên thì cái còi này các bác nhìn xem, còi cực đẹp luôn. Này. Đấy. Không hề có một cái gì hết. Đây vẫn là da zin của nó này, cái này zin của nó này. Đấy, đây. Các bác nhìn xem, em quay cận cho các bác xem. Đấy. Ok, trần con này thì đẹp miễn bàn luôn. Trần thì còn cực đẹp. Chứng tỏ là không chạy nhiều. Ghế đằng sau cũng thế. Các bác nhìn cái lưng ghế đằng sau nó phẳng còn đẹp chứ kìa. Đấy. Rồi, tiếp tục ra bên ngoài này xem, kiểm tra xem cái phần động cơ. Kính này thì thay rồi. Cái kính này ngày xưa anh em ấy là nó anh em thay hay là chủ trước thay? Em thay đấy. À, nó làm sao ấy? Nó bị dạn cái chỗ nó dạn á? Vâng, nó bị dạn. Nó bị dạn cái góc đây. À. Thế thì nó lại xe ra thì rồi. Thay năm bao nhiêu? Em thay năm ngoái. À năm ngoái à? Đi một thời okay. Gian okay, ok. Cabo tháo rồi này. Cabo tháo rồi, chỉ nó chạy. Cabo tháo rồi. Không, cái này thì vẫn là cabo của nó. Cabo của nó. Chạy như sao nó không vào được gì đến đây? Thế? Đây. Không vào đến đây đâu. Đâu anh bấm hình như là chỉ zin của nó chứ có phải gì đấy đâu. Ừ, cái thằng này. Đâu không vào chạy đâu mà chạy. Mà tít nó cứng đét anh đố mày bấm được tí nào luôn. Không, chỉ này chưa chạy nhá. Tháo cabo làm gì thì chưa biết. Thế nhưng mà chỉ này chưa chạy. Đã chạy đây rồi những cái lỗ này không bao giờ còn zin nguyên luôn. Nhá. Đấy. Động cơ. Mặt máy thì thấy ra rồi. Đấy. Số thì chưa thấy. Không biết là phần này thấy không? Chân máy. Chân máy này lâu lắm rồi. Đầu này có chạm tí nào không? Dưới đúng không? Cái đỡ két nước dưới đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đi hết cái đỡ két nước dưới rồi. Rồi. Anh nhìn ở đây thì nó han hết luôn rồi đây. Đỡ két nước dưới. À, cái này thay đỡ két nước là được. Ừ. Thế không phải nó bị va chạm ở đấy đâu mà theo thời gian nó kém nó han. Nó nằm ở dưới mặt dưới mà. Khung thì không vấn đề gì. Khung này còn nguyên này. Đây còn nguyên này. Số thì rất là ngon đấy. Này là cái đường nước đã kiểu như là vệ sinh bảo dưỡng cái đường nước rồi. Đấy, mặt dàn cò ra rồi. Đấy, tuy nhiên bây giờ cần xem cái động cơ nó còn ngon hay không thôi. Cái này bị nhẹ một ít này. Đâu? Không nhìn được. Đâu? Chưa nhìn thấy. Đâu?
hơi thẳng tay anh là chỉ. Đấy, cái hàn đấy không? Đèn à, không phải đâu, mắt cậu làm sao? Nó hàn cũ theo thời gian, chứ không phải hàn gò đâu. Không phải hàn gò. Cái đấy nó cũ theo thời gian. Phần đầu thì tạm thời là thấy cũng còn ổn một phần. Đấy. Đấy, kính này vẫn còn. Có đằng sau đằng trước có mất tí chỉ nào? Chưa thấy. Mở cốp ạ. Kính này kính thay sao ạ? Xem có mất chỉ không? Mới sơn mới lắm. Hả? Cái này mới sơn mới lắm. Chỉ thì vẫn ok đấy. Lâu lắm rồi không gặp con Civic không bị tông đít nhỉ. Con này là bên này vẫn còn ok này. Civic rất hay bị đít mà con này mình lại không thấy bị đít. Chỗ này lại còn khá là ok để cúi ông phát. Civic rất hay bị đít mà con này lại chưa thấy bị đít. Vấn đề gì? Ok. Bây giờ nghe qua cho anh cái động cơ phát nào. Xem có báo lỗi gì không ạ? Ok, hiện tại thì Khang không thấy báo lỗi gì. Vòng tua đang ở mức khoảng 1.000. Con này thì mới nổ đi từ trong cái cơ quan ở kia kìa, cơ quan quân đội kìa. Đấy, đi ra đây. Thế thành ra là máy nổ một lúc nữa nó sẽ xuống dưới 1.000. Con này thì cần phải thay chân máy rồi. Khi mà mình ga lên mình thấy là cái máy nó hơi rung, là mình cảm nhận nó vào phần khung xe. Vào phần khung xe cho nên là cần phải thay chân máy. Đấy, nó rung cả vào đây này. Bởi vì khi máy mà rung như cái chân máy là cái mà nó dùng giảm chấn giữa cái phần máy và cái phần khung. Đấy, cái đấy mà kém thì nó sẽ rung lên cả phần xe này luôn. Đó, phải thay chân máy rồi này. Đấy. Đánh giá sơ bộ thì cái con này nó sẽ là như sau các bác nhá. Về cơ bản thì một đời 2008 thì mình không mong chờ nó quá nhiều. Hiện tại thì phần số thì em nhìn kiểu là nhìn sơ qua thì thấy nó ổn ở cái phần số. Máy thì nó hơi kín, thế tuy nhiên thì hơi ẩm dầu một chút ở chỗ phần mặt dàn cò, cái đấy thì không vấn đề gì. Đấy. Và hiện tại thì khi mà ga nổ lên như này hả? Có trên máy là phải thay. Thì máy mới lên rất là đều. Đấy. Đấy, máy lên đều ga ok, chân máy thì phải thay. Đấy. Cabo thì em thấy có da và kính lái thì thấy bị thay. Đấy, thế nhưng mà phần đầu xe thì em không thấy có hiện tượng đâm đụng quá nặng. Đấy, còn cái loại va quẹt lật xoẹt nhựa thì em không nói. Nói thật với các về cơ bản nó hơi kín ở bên trong, nhưng khung các thứ là ok, thanh rằng các thứ là ok, thanh rằng đỡ két nước ở bên dưới thì kém rồi về em phải thay, bởi vì nó nằm ở bên dưới cùng của phần két nước và xe mười mấy năm rồi thì nó hơi hiện tượng han hơi dỉ một tí. Cái đấy về em thay đi không vấn đề gì. Đấy, cabo thì em thấy là chỉ vẫn là chỉ zin, không vấn đề, không phải là chỉ chạy. Đấy, kính lái thì như chủ xe bảo rằng là nó bị rạn nứt ở chỗ kia thì là nó phải nó chủ xe thay năm ngoái thì ok không vấn đề gì, bởi vì là phần cột A cột B các thứ là em thấy không có đâm đụng. Bên này nó có mất đi một cái gioăng kính như này. Đấy, cái gioăng ấy này nó làm cho nước nó hơi đọng ở đây một tí, hơi đọng ở đây một tí tẹo các bác nhá, hơi đọng đấy một tí tẹo, cái đấy về xử lý hết không sao cả. Đấy, trần thì còn rất là đẹp. Và em đánh giá sơ bộ thì con này nếu mà so với cái đời đấy và chạy cái số km này thì không phải là quá nhiều. Em áng đâu đó thì nó cũng không thể ngoài 20 vạn được. Nói thẳng là không thể ngoài 20 vạn được. Với cái vô lăng này, với các thứ như này thì không phải ngoài 20 vạn được. Và chủ này thì là chủ thứ 2, mua lại năm 2021. Đấy.
Tắt điều hòa đi một lúc xem là nó có chạy quá không nào. Cứ để máy tắt điều hòa. Tắt điều hòa. À. Đấy. Thì về cơ bản thì con này với cái giá tầm đôi lít thì em nghĩ nó cũng phù hợp một cái xe hạng C 2008 2.0. Rồi ok nhá. À, đánh giá chung sơ bộ con xe là như thế. Đấy. Còn bây giờ thì do chủ xe không nói chuyện gặp chủ xe nói chuyện trực tiếp được, em xuống em trao đổi về một số cái vấn đề của cái xe xem có bớt được xu nào không. Còn giá cả thì em đã chốt rồi. Lấy chìa khóa rồi, sang đây em đi thôi. Sang đây đi thôi. Giấy tờ em gửi lại hết rồi chứ. Giấy tờ cần cầm rồi. Tất cả hết rồi luôn. Ok, cảm ơn nhá. À, sau này đổi con khác xịn hơn rồi đi thôi. Em chẳng biết được cái nào. Từ từ có lực, có lực. Chết giờ anh em bây giờ ăn ngập mồm quá, mua được xe rẻ giờ lại còn... Đấy, em... Rồi cảm ơn nhá. Ừ. Em cũng tiếc lắm. Nhưng mà... Thôi. Thế thôi anh cầm hết rồi chứ. Ừ, đã cầm hết rồi. Còn bao nhiêu xăng, nhìn thấy xăng không? À không nhìn thấy, đang nhìn thấy. Đó. Không, cái đấy bên mình tự đổi thôi. À đấy. Ừ. Còn tiền đấy, nhớ là còn. Từ đây về không mất đâu, mình có thể khóa luôn được. Đi khóa luôn vào trong cái tài khoản mình đỡ mất tiền. Từ đây về không mất cái phí đấy. Rồi ok nhá, cảm ơn nhá. Vâng, chào anh. Đi nhuộm lại cái tóc nữa già. Bạc quá. Ông ơi. Và mong đổ xăng. À, thế em chạy này về đi. Ừ, tí chạy đấy về. Cầm giấy tờ đi. Ừ. Không, anh đi luôn con này. Ôi giời. Quảng cáo xem quảng cáo gì đấy. Ngồi xe chủ tịch các bạn. Các bác ơi, trên xe chủ tịch mà vẫn phải dùng cái đồ chơi của em này. Giá có 150 thôi. Phải không nhỉ? 150. Ở 168 bao ship. 168 bao ship tận nhà. Cái này nó có cả nước hoa nhá. Anh em có thể vào phần mô tả em để đường link đấy. Cái này là bên đằng sau này nó có cái sáp thơm này. Thế các bác để đây này, cái này nó dùng pin. Mà nếu mà khi nào mà hết pin thì các bác có thể là sử dụng cái này. Đấy, sạc cho nó. Đấy, các bác thấy đẹp không? Buổi tối đẹp cực kỳ luôn. Nó gắn cửa gió điều hòa, nó thổi được cái sáp thơm này ra xe nữa, rất thơm luôn. Cộng với cái là cái này nó có thêm cái tính năng là cảm biến theo điệu nhạc. Đấy, các bác nghe thấy tiếng em nói không? Đấy, hoặc là đây này. Đấy, alo. 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 Alo, đấy, cảm biến điệu nhạc mà xe mở nhạc phát là nhảy sập sình cực đẹp luôn. Đấy, uấy, màu xanh đỏ tím vàng cái thứ này. Anh em có nhu cầu ủng hộ cái này nhá, 168.000 mà cả ship luôn nhá. Đấy, còn thơm xe nữa cơ. Đấy. Rồi ok, em Hùng em đang lấy xe em đi kìa. Đấy, bác chủ xe thì xin phép các không quay, vẫn đứng ở đuôi xe kia để coi như là xem xe lưu luyến. Mua thì cũng đi được 3 năm rồi còn gì nữa. Chào ông chủ nhá, đi đây. Xin chào. Rồi bây giờ khởi hành. Ô cái chìa khóa này là báo gì đây? Báo yếu pin à? Yếu pin. Sử tiền thay pin. Ok. Ôi ra anh cho quả đấy. Đây. Pin. Rồi bây giờ bọn em khởi hành đi Hòa Bình. Hòa đi Bình nào đây? Hòa Bình. Để xem và mua một con Vios đời rất là nét. Đời rất là cao, 2021 chạy đâu đó khoảng tầm đôi vạn thì phải. Đấy. Quay đây không lại vào mặt chủ xe. Rồi ok, đi thôi. Bây giờ là 11:55 các bạn, 12 giờ mà em vẫn đang ở thành phố Hà Nội. Đấy, từ đây lên cái khu trên đấy phải nói là hơi xa một chút. Đấy. Tầm năm mấy 60 cây gì đấy. Nhưng mà do Hà Nội đang mưa cho nên là vẫn đang tắc đường. Trên thành phố Hồ Chí Minh. Em biết điểm đâu. Vừa đi trên đại lộ Thăng Long các bạn. Bây giờ rẽ ra hướng Thạch Thất. Đấy, đi dọc đại lộ Thăng Long xong rẽ trái là đi qua cầu để đi hướng sang Thạch Thất và đi sang phía gì đó thì em không biết, thì map nó chỉ nhưng đang không xem được. Đấy. Đây là khu gì không biết. Đây là cái khu chưa biết khu gì luôn. Thuộc Quốc Oai à? Quốc Oai. Đây là ngã tư Xuân Mai các bác ạ. Đấy. Đi rẽ từ lối đấy sang ngã tư Xuân Mai rồi tiếp tục đi thẳng. À, em còn từ đây lên còn 30 km nữa mới đến vị trí xem xe các bác nhé. Đấy. Không biết là trên cung đường 30 cây đó có gì đẹp không thì các bác đợi chút để em sẽ quay cho các bác xem.
bắt đầu ra khỏi huyện Lương Sơn của Hòa Bình các bác nhé, vừa đi qua trung tâm huyện. Từ đây đến vị trí xe, xem xe còn 22 km nữa. Bây giờ bắt đầu đi vào cái chỗ lòng tà lòng hoàng rồi đấy. Đây, đây còn phí hôm nay. Cái này còn phí không nhỉ? Đây, trạm thu phí luôn này. Đu. Đây. Lên. 40 cành. 40 cành. Bắt đầu nhìn thấy núi rồi các bác ạ. Lâu lắm rồi không nhìn thấy núi. Quay ông đang đái. Ôi trời ơi. Núi à? Vào đây không? Đẹp không? Nhìn nào. Xanh mướt luôn. Khu này nó nhiều khu resort lắm. Khu này à? Ừ, không để ý lắm. Kim Bôi này nó nhiều khu resort lắm. Đang xây cáp treo nữa. Đẹp không các bác? Hoành tráng không? Nhìn trong này thì nó cảnh núi rồi các bác. Ô kia sao lại có cái tảng núi nhọn hoắt kìa nhỉ? Không đổ được. Sơn thủy hữu tình. Có ai lên được cái đỉnh trên đấy không nhỉ? Đây là mặt đường có cái cầu vượt rồi đấy. Chắc thế. Cầm đâm lại cầu cầu rồi. Một bên là núi đá dựng đứng luôn. Wow. Quay không thấy đỉnh núi đâu. Đây nó là một cái hẻm. Hai bên là núi, giữa là đường, bên dưới là suối. Đường này là ngày xưa vạt một bên đồi đi để làm đường đấy. Dưới cùng nó vẫn là suối mà. Chả thấy nhà cửa đâu nhỉ. Có đường điện vào đấy, nhưng không thấy nhà cửa đâu này. Kìa, xa xa có một cái lấp ở trong cái bụi cây kìa. Mái tôn, khuất ở trong đấy. Ồ, cái này nó là cái gì? Nó là cái trạm gì, không phải cái nhà. Không phải nhà đâu. Ra đây mới có cái xanh, xe xanh mờ chạy nhiều phết đấy. Một cây vú sữa này, rất nhiều cây cối nhìn xanh mướt thích nhỉ. Gần đến rồi thì phải các bạn ạ. Em thấy báo là còn khoảng 350m nữa là đến cái vị trí. Thì ở đây, đây hình như có nhà hàng quán gì đây. 300m nữa là đi qua đây. Đây là đồ dê núi, gà Kim Bôi, cá tầm, cá hồi. Nhà của bác này thì sẽ ở đâu đó đoạn này, em chưa biết, nhưng mà để em đi đúng đến map đã nha. Đấy, các bác đợi một xíu xem là nhà nào. Ôi, cái nhà trên đồi có cây cau này. Sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Anh nghĩ rằng là nó sẽ, nhà bác đấy sẽ nằm một trong hai cái cổng ở gần đối diện này. Đấy, nhìn con vai ốt đen nào thì bảo nhá. Đấy. Đây phải không? Không phải, đây không phải. À, thế thì chắc là nhà trên này rồi. Đoán thế vì map chỉ mà. Đấy, phải không? Con vai ốt không? Ai dày. Chuẩn luôn chứ nị. Đấy. Vãi được không? Đấm một xiên chéo vào đây này. Ok. Rồi. Rồi xuống thôi. Đến đúng nhà luôn rồi. Chắc là bác chủ bác gọi. Chào bác chủ nhá. Đến đúng vị trí nha bác luôn. Được, tuyệt vời. Bác mới uống rượu sao có mùi rượu ấy. Có, anh đã bảo tiết canh mà. À là, đúng rồi, đúng rồi. Con ao bác bảo tiết canh. Ừ. Con này là Barrero. Con này là con đại ca. Cũng biết. Con này là con Outlander. Anh xem YouTube quá nhiều, anh nhiều về tình cảm của hai em. Nhiều câu chuyện đi lên đây xa phết. Biết tên em luôn. Ô, đây có cây sung to này. Cây sung này mà có lá, có gỏi, các còn thứ chấm này ngon này. Tầm một ăn đấy. Uống nem với các kiểu là chơi được rồi. Quả sung này. Trên này bọn anh là cái cành vịt. À đấy ạ. Nhà bác mua về, bác mua về định làm gì để định làm gì mà mua xe xong lại đổi? Làm nhà. Làm nhà. À, nhà đây ạ? À? À, à. Bác làm cái gì đây? Đang cái gì đây? Đây là các bà Đan Lát ở quê hương Đan Lát. Ờ. Đấy, thu nhập của các chị em ở đây. Ô, khéo tay thế nhỉ? Ở Hòa Bình, ở đây nó này. Kiểu nó gần Hà Nội rất nhiều. Cái này là dùng để trang trí cái gì chứ? Nó nhiều cái lắm.
chó tay phết. Đây là nghề này. Đây là cái nghề, thấy không? Đây là ngâm nước cho nó mềm cái này. Mình đây là quê hương kim bôi của anh. À đây là Hoa Bình. Vâng ạ. Anh cũng xem YouTube của anh Cường từ cái năm máy chung xe ấy. Anh có đăng tải đấy, chả chú nữa. Cái này làm. Đi các cái chặng đường. Này làm này làm. Thôi tình yêu gặp nhau em ạ. Bác ở đây là... Quê gốc gác bác ở đây luôn à? Gốc đây luôn, nhà anh đây luôn. Cái bác người Mường hay là người Kinh? Mường, người làm nhiều Kinh thôi này, Kinh không? Vì là ở đây là dân tộc Mường là chủ yếu. Chính xác, họ Bùi mà anh họ Bùi mà. Trong cái đăng ký anh họ Bùi à, đúng, đúng, mà. À đúng. Em người Tây mà. Rồi. Chúng ta Tây à? Bùi. Tây. Bùi người Mường. Người Kinh này. Tức là riêng họ Bình là 80% là Mường. Vâng. Trong đó có Mường, Lạc Sơn, Tân Lạc. Họ Bình Kim Bôi, anh là Kim Bôi. À. Ở Việt Nam này nó có 4 cái tộc. Mà cái Mường của mình là từ Phú Thọ đấy, chú Cường nhá. Vâng. Mường là Mường mang chất là rộng lớn đấy, không phải chỉ nói tiếng Mường không thôi. À. Cái từ Mường nó rộng lớn. Vâng. Nhất bi nhị vang tam tàng tứ động. À đấy ạ. Cái văn hóa của người Mường chú là gì, của Hòa Bình. Vâng, từ Hòa Bình trong đây đó, cả bên Thái Nguyên chú nữa. Văn hóa người Mường là nó là thể. Tại sao hôm qua nhá, anh muốn bán xe anh phải muốn kết nối với chú trước. Anh có tâm tình của anh, còn giá cả là việc của chú. Tính sau đúng không? Tính sau. À. Anh em trước là sao quen. Vâng. Đây là cháu. À đây ạ. Vừa ăn xong anh em vừa tán cuộc đấy. Vâng. Quả quán 9 đi, quán 3. Sâu. Mì ra. Vâng. Vâng, vâng. Đây là quả vả. Nhưng mà bình thường nó phải có sâu ở trong cơ mà. Là không anh ạ, tùy quả thôi. À. Nó nhũn thì nó sâu đục vào trong. Con đấy là không phải là sâu mà chính là con đấy là nó có... Vâng. Có chát không? Nó không, ngọt nha, nhưng chỉ là nó ngọt mà. À. Đây. Đây chú Cường này. Thơm á. Đây quả này này. Vâng. Thơm ngon, quả này làm thạch được. Đây này. Đấy. Đấy, giúp ăn thử đi. Mà chú ăn ở chỗ này ấy. Đấy. À. Nhưng có phải bỏ hạt đi không? Không. Không anh tất anh. À. Ăn tất luôn á. Nó là từ cùi. À. Quả này đang đói ăn nhiều quá. Đang... Đúng rồi, say, đúng rồi, mệt, mệt. Vâng. Thơm. Bọn anh chỉ cho ăn nè. Lần đầu tiên... Trước chú Cường còn bụng hơi béo tí nhỉ. Đẹp trai hơn, đẹp trai hơn. Lần đầu tiên em ăn quả vả này đấy. Ừ, đấy. Biết thì có đấy, nhưng mà chưa bao giờ ăn. Ừ. Giống chưa mà, anh chưa ăn mà. Nó màu cứ lên. Chưa được ăn quả vả này. Ừ. Ngon lắm em ạ. Ngon lắm, đúng không? Quả bọn anh chỉ cho cứ leo cái này là ăn no luôn đấy. Ngon lắm. Ngọt lắm. Nó có mật đấy. Nó lại thơm thơm cơ. Nhà ông Phương ấy. À, chú là sau này chỗ này nó đang làm đường cao tốc này, nó ra Hà Nội. Đấy, đang đâu nó chạy qua đâu anh? Đấy, chắc là cái đoạn anh em mình vừa đi qua. Cao tốc Hòa Bình Sơn La. Đi đền Bù cũng này. Đây anh, cao tốc. À. Ngay đây gì? Ừ được. Ra Lương Sơn. Ra Hà Nội rồi. Nãy đi qua kia có mấy đoạn đang làm Ba Vì. Đang làm cao tốc. Có ở đây có một cái cây vừa gọi là cái cây gì quên nhỉ? Đây cơ mà. Đây hoa này. Đây gọi là cây gì ấy. Nhưng mà hoa nhìn từ xa rất là đẹp nhé. Này. Khá đẹp luôn. Đây quả vả. Nó có cái ăn nó hơi ngọt ngọt, nó lại thơm thơm. Đây những quả đỏ đỏ là quả chín này. Đấy. Có này đi xuyên Việt sướng lắm anh. Em làm rồi mấy chuyến rồi. À, chú tên gì nhỉ? Dũng ạ. Dũng. À Dũng à, đúng rồi. Nãy anh bảo Dũng ra đây. Chứng tỏ đệ của anh Cường. Rồi nữa anh treo em mới thuộc đấy. Đây còn quả đấy. Ê vồ nhanh thế. Lần đầu tiên là ăn cái quả chung mà. Đây cây nó, đây cây này nó. Đây. Ừ, có mật này. Xem nào, em quả này lần đầu tiên em được ăn mà. Rồi nhưng ngọt lắm. Ngọt nhỉ. Anh ăn nó không có hạt đấy. Ô, nó có ở giữa, nó có cái này là như nào? À. Đây là mật. Mật này nó ngọt không nhỉ? Ngọt mà, thì mật đương nhiên mình ngon. Tôi vừa ăn xong rồi đấy. Đấy. Không, quả kia có mật đâu. Có, nó có ít, cái này là mật nhiều hơn. Cây. Rồi, chính xác. Đây. Đấy, cây này còn ngọt hơn cây bên này. À đây à? Ừ. Thử mật phát. Nhiều hơn. Rồi, giờ này làm được nữa. Thế là mấy anh em ăn cơm chỗ nào? Em ăn ở Hà Nội. À, Hà Nội à? Lúc tôi gọi cho anh đấy là em chuẩn bị ăn cơm. Ừ. Mà từ đó về thơm. Nói chung là thơm thơm mát mát. Ừ. Đấy như ở trên mình gọi là lòng vả như lòng sung ấy. Đấy này nó là dòng à. Đây là sung, lòng vả.
các bạn anh em nhìn này, nó quá sai, bình mật là mật là mật không sai mấy là quả nó to, đây là có đúng mật rồi. Có mật ở giữa này, này nó quá nhiều quả, anh quá em nhiều nhìn quả. Thấy không mật đấy, nhưng nó lại theo mùa chú ạ. Ừ. Có mùa nó không ăn được, có mùa nó nhiều sâu lắm rồi. Ừ. Nhiều sâu nhiều giòi á. Ừ. Ừ. Cây này quái nó không sâu. Ừ. Ngon ạ. Ở đây mãi mới ở ngoài, ngày xưa nó ngoài bờ suối kìa mới mang về đây trồng đấy. Vâng. Cái cây này nó rất hợp với bờ suối, nó ngọt sung ấy. Rồi. Kiểu. Lần đầu tiên chú, ăn quả vả. Mình với chú Cường anh Tài nhá, là cái đường 12B là từ đỉnh cu tiền chế độ của anh ấy, anh mua là lúc đấy là vẫn mua kiểu thông qua ngân hàng IDB của ngân hàng quốc tế. Anh mua trả góp à? Anh trả góp. Phải lấy tên chị. À, dụ như là sang tên rồi. Ừ, tên. Bây giờ sang tên rồi. À. Tức là phải lấy chị dâu. Còn anh ly hôn vợ trước rồi. Vâng. Đấy, cho nên anh về đây hộ khẩu ở đây rồi. Vâng. Đấy, anh mua xe chị đứng tên. À, đến tháng mấy vừa rồi ấy, là anh mới xuống công an huyện là đăng ký đổi sang tên anh, sang tên anh. Đổi sang tên anh. Còn đó, anh mua thì anh vẫn đi từ đầu. Ừ, đi từ đầu. Vâng. Cái nguồn gốc xe như thế. Còn tí nữa các chú xem nào thì anh em trao đổi nhau đấy. Đơn giản chứ ạ. Ơ anh lấy chìa khóa đi em ngó trước tí. Em ngó qua luôn đấy. Đấy. Anh giúp lại. Vâng ạ. Vâng. Còn hai chìa đàng hoàng. Giấy tờ đâu đấy? Chú xem đây. Xe của nhà bán đi tiếc anh ạ, nhưng mà cần là bán thôi, thực ra là câu chuyện đấy là nó rửa nước nó kép đấy em ạ. Vâng, cái nước nhiều cái gì cái cá lo ạ. Xe luôn. Ừ. Vâng. Đi xem đi. Nó sức sắc nhẹ vẫn có, quyền kiếp nó có, không tránh khỏi đâu, không tránh sao? Thậm chí để đường nhá, thằng xe máy nó vẫn cứ quyền vào. Đúng rồi. Tháng 6. Còn cái làm lại đăng ký mới thì nó lại vào để xem đấy. Nguyên bản anh ạ. Mua về là chú đi mỗi ở đây ngoại. Anh các bác đi làm xe thì quá yên tâm rồi, xe chính chủ xe nhà cần tiền bán chứ không phải là ấy rồi. Để quên cái mic ở bàn. Giờ xem lại. Cabozin này. Quay lại như vừa nãy là không kịp đấy. Nên bây giờ xem những con nó mọc như này xem rất là dễ đấy. Cái mút kia còn nguyên này. Như mới còn nguyên. Có một cái gì. Cái này còn nguyên này. Chưa cậy này. Dòng đầu còn nguyên. Mấy vừa nói câu là bán đi đứt ruột bán đi. Không phải là đâu làm nhà đúng không? Bán. Còn thực ra là không muốn bán. Thôi nó không đi đến thì làm cái nhà cũng được. Đấy. Xe nó là tiêu sản thôi. Nó nguyên như kiểu lấy gara về thôi. Sao cái nhà sản xuất nó chấm cái sơn ốc này nhìn nó quái dị chưa? À. Nhìn cái sơn ốc này lạ. Cả mấy cái sơn này nữa. Đây là vết xít vào. Mặt này zin. Số là vẫn zin rồi. Anh Cường cho nó có nhiều đồ nhiều. Rồi, ok. Tức là bác cũng tạm. Và xin nghỉ sớm. Vậy thì nghỉ sớm mà may được thì sớm đúng không? Ở bãi có đồ cũng dương mẹ nát. Chìa khóa đâu mà chơi? Chìa
chìa khóa đâu? Mấy giờ chìa khóa đâu? Chìa khóa theo xe. Quái lạ. Bách. Mấy nghìn đấy? Chip A 7.000, chip B 7.500. Chạy 47.000, chạy 4.700.000. Con này hiện tại là chạy 4.700.000 nhá. 4.700.000 km. À, tắt đi xem nào. Xem báo lỗi gì không nào. Đó. Túi khí. Rồi, ok. Rồi, tạm thời thì con này đánh giá là chạy ở cái tầm 4.700.000 thì chuẩn thôi. Như cần số nó còn đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Hay là cái vô lăng. Cái vô lăng nó còn như này, cực kỳ đẹp luôn. Ôi trời. Đời 2021 chạy 4.700.000 chuẩn. Đấy. Form này. Ok. Trần các thứ thì em không phải nói gì, nhưng mà cái trần của nó là trần như mới luôn. Đây, quay cận cho các xem nhé. Trần như mới luôn. Đấy. Đấy thế này. Đó, các bác nhìn thấy không? Có thể hơi tối nhá anh em, hơi tối nhá. Thì anh em cần về xem nó lại. Đấy, em cứ xem xe là y rằng là có cuộc điện thoại nào gọi đến. Thế cho nên là thường thường là em cứ phải tắt chuông đi đã rồi tính sau. Đấy, lúc xem xe như thế này khó. Đây là phần cánh cửa này. Cánh cửa này thì chỗ này còn chưa bóng gì hết. Vẫn ngon lành luôn. Các phím bấm đều rất là ok. Đấy. À. Zin này, zin này. Bố em sinh năm 70. Bố vợ. Bố vợ anh cũng 71. Thế là cái chú chớ này chứ. Con này gốc Hà Nội. Ừ. Tên chị à, tên chị gái sao ấy? Không, chị dâu. Chị dâu à? Chị dâu đấy, trong nhà. Tên chị như sao anh mới chuyển về đây? Ừ, con này sao bác lại lên Sơn La, bác kiểu. Ừ, anh thỉnh thoảng chạy trên Sơn La mà. Công trạng trên đấy, bác kiểu Sơn La. Chú biết không, Hòa Bình là mất mẹ cái chỗ kỷ vật vừa rồi là không đắc kiểm được. Này hơi móp một tí. Lên Sơn La cả ông anh chỗ này này. Chạm gì hơi móp tí. Sơn La có 3 chỗ đăng kiểm mà phải mò lên tầng đấy đấy. Thì hôm qua em nghe thấy hình như anh bảo chạy có 2.000.000 mà. Đâu, 7 vạn nữa mà. 7 vạn hay 4.700.000? 7 vạn. À đấy à. Làm gì con nội trong công ty. Xe của mình mà khúc phục nữa mà là. Cái lốp này chưa hạ hay sao đây? Chưa hạ thì nào, còn nguyên bản luôn, nó mới được mua về luôn. Chú Lộc Hương cứ treo cho nó thảo mại. Còn nguyên bản đấy. Bạn xe không giống giống gì. Các bác mua được con. Để em xem nào, hay là mắt nãy nhìn có vấn đề. 7 vạn cơ mà. Nhưng ra về. Chả có nhẽ, lúc đấy mình đọc kiểu gì. Cái thật. Đâu rồi? Ô đô 47.210. À đây. Xe của anh mới chạy có 4.700.000. Anh hô em 7 vạn. À, mẹ chạy gì mà chạy ghê. Anh đọc thành 7.000, 7.000 là cái chip B. À chip B của rồi đấy. Dạ. Chứ tổ anh không thường là phạt. Nhưng mà ông chạy ghê thế. Bảo vân vân là bảo chạy có thể là có mấy. Nó hiện lên là chip A chip B gì đấy. Đúng rồi.
có mấy chuyến ở dưới Sơn La thì có lốp theo xe à? Xem 7.000 mấy lại bảo là xe chạy 7 vạn. Dàn lốp theo xe còn 100%. À, khả năng là nó đặt chip A chip B sai đúng không cậu ơi? Không phải, cái chip A chip B đấy là quãng đường à? Vâng, quãng đường lúc mình reset các thứ lại thôi. Tính đi bảo dưỡng mình đặt cái chip lên cho nó nhắc. Để nó nhắc nó nhớ thôi. Cái trần này còn rất đẹp luôn nhá. Quay cận cho anh em xem kỹ cái trần hơn. Dàn ghế cũng rất là ok. Con này nó như gara về mà mới còn mới toanh chứ có cái gì đâu. Nói chạy 4 vạn 7 thì không thể như showroom về được. Nó như gara xe cũ và ra thôi. Thôi cái thằng ấy đưa cho anh xe nó còn chạy về đến cái ba bé lại mới chạy rồi, về đây con này thì... Rồi bây giờ thì còn một cái việc nữa cần phải xem, đó là khả năng ngập nước là thế nào. Đấy. Đấy, trong này của nó là còn sạch tinh mới tinh. Đấy. Dũng ơi, cho anh mượn anh ngó dưới gầm này phát. Có con xe để đi đấy. Còn không có còn ngoặt chưa mà có xe đi. Ui giời, cần phanh đây, ok. À, đây nhỉ, bụi bặm các thứ còn nguyên này. Còn kịp tiêu. Đấy, kịp tiêu mà còn có sức bé. Phải đấy. À, ok. Rồi, nó có 1.36, 39 ghế. Có vận dụng cái 39, 36 ấy. Ok. Đây là cái ghế này, ghế của cái xe chạy 4 vạn 7 này. Đây. Nhưng mà phần này của nó vẫn còn rất đẹp. Rồi, chú về bảo ông nhà đâu. Mới ông, đấy. Mới ông, mới à? Cái này nó sẽ phải gò lại một tí và nó sơn. Vào cái này nó vỡ cũng không sao, nhưng mà vào này nó hơi bực cái này. Cái này nhựa. Này sơn, nhưng vẫn phải sơn lại. Con này cản sau còn chưa sơn lại sao? Vấn đề gì? À, cản sau sơn lại rồi. Sơn lại rồi. Cả này sau này sơn lại rồi. Lớp sơn này. Nói chung là cốp này thì còn. Kính còn này. Tàu chỗ ta là sơn thì... Em xem kính lái chưa? Kính lái rồi. Khoang máy thì không có vấn đề gì. Nhìn nó còn sáng choang này. Đấy. Đèn zin. Má này zin. Tầm này zin. Cái này là đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025. Nợ năm phí đường bộ. Nợ 1 năm làm sao được, nó vẫn còn 1 năm nữa, à gần 1 năm nữa. Vừa đăng kiểm. So với đăng kiểm thôi. Đấy. Con này thì nó là cái form mới, cái đầu là cái đèn này. Cái đèn này rất là đẹp. Nó đẹp hơn cái form của 2024 bây giờ. 2024 bây giờ nó giống giống tựa 4X. Không đẹp. Độ tin tưởng của nó quá căng. Đấy, có gì thì anh em vẫn điện nói chuyện trao đổi là xe như thế, xe nguyên bản như anh thế. Xem YouTube nhiều chỉ muốn điện cho chú thôi. À đấy. Chú đi đâu làm gì anh biết là cái phong cách của chú rất là tuyệt vời. Dạ. Nói bác nói thật. Có thế nào chia sẻ đấy. Là... Ông con ngồi uống rượu nhau bán xe đi xót ruột. Ông con thì bảo đi với nhau. Thì xe bán thì bán đi đâu? Ông ấy bán đi, ông con mình coi là cũng mất cái đi lại. Là cũng tiếc. Đấy, chuyến đi lên Tuyên Quang hứa với nó chứ đi được lần là. Chứ lên em được nhá. Có xe này mua về chứ lên em được đâu. Bây giờ đi em chở luôn. Sơn Dương gần thôi. Ông biết ông Quản Đất sẽ cho anh xe qua được ạ. Được cao tốc Thái Nguyên lên chứ. Nếu showroom của chú Quản Đất sẽ ra biết đâu anh là có mặt ở. Vâng, anh mà đi qua nhà em kiểu gì qua Thái Nguyên em. Lên Tuyên Quang là qua. Anh rất thích phong cách chú này. Câu chuyện này là buôn bán Dạ. Lỗ lãi thì ta trao đổi nhưng mà còn để lại một cái tình cảm đương nhiên chắc là giữa ta con người với nhau. Kể cả chú mình có cái câu chuyện mà giảm béo nhá, anh có một cái giải pháp giảm béo rất ok. Tí nữa anh chia sẻ cho nó cái. Vâng. Còn việc đón nhận của chú mình là việc của chú mình. Nhưng anh chỉ mách thôi. Nhưng mà khi mà không giảm béo anh sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của anh. Có phải nhịn ăn nhịn uống gì không? Không. Không á? Không phải nhịn ăn uống. Nhưng chỉ có khi nói chia sẻ đó phải nhìn calo là gì, là năng lượng. Vâng. Mình cố gắng kiêng nó đi thì mình muốn thay đổi cơ mà. Sử dụng nhiều lên và nạp ít thôi. Đấy, thay đổi. Nó vẫn có lợi ích cho mình. Còn mình cứ không tạo được thói quen mà mình bảo thủ thì mình mang cái bụng đó. À, bụng đó là sẽ chuyển hóa thành bệnh. Vâng, đúng rồi. Mục đích thế.
nhưng chia sẻ xe máy ô tô thôi, đi là mất giá, hoặc là trên đó kia phải xăng cộ đàng hoàng bôi trơn mà nó tuổi thọ nó cao đúng không? Đúng liên hệ con cả xe thế, là... con người cũng vậy, máy móc mà làm quá tải, mà con người làm quá tải là như bọn anh bên kia có chia sẻ lĩnh vực của anh ấy. Ô tô gama phải vào gara để bảo dưỡng, người cũng phải bảo dưỡng đúng thế thật, đúng rồi, đúng thế. Nhưng mà khi đến bệnh viện là chúng ta bị đồng rồi mà tốn tiền, chúng này đang ở cái món mà chúng ta chia sẻ những giải pháp chính là chủ động, còn vào kia là bị động rồi, là mất tiền, mất tiền nặng hơn, nhưng mất tiền nhẹ còn hơn, đúng rồi, chính xác. Em người Sơn Nam à? Em người Sơn La. Em gần Sơn Nam ấy. Sơn Nam, Sơn Dương gì? Đấy, bác lạ gì nữa? Em gần đấy. Nói là Sơn Dương, anh biết Sơn Nam đấy, anh không biết đâu. Với Sơn Nam nó thì ai để ý xã Sơn Nam đâu, thẳng tắp thì anh còn làm nhà, anh để em biết là như thế, nhưng mà về em chi phí đi lấy, em rút hồ sơ đã mất 3,5 triệu, 3,7 triệu rồi. Lại chắc phải cộng, hồ sơ lại phải về chỗ Nguyễn Kim Bôi đấy không? Lại phải về đấy, cộng với là về thì em cũng vẫn phải làm thì cơ bản là cũng bị sơn gò tí cốp nữa, cho nên là em cũng chả xin nhiều. Đấy, cho nên là anh cứ bớt cho em 5 triệu, đấy là gọi là hợp lý, gọi là cơ đôi khoảng cho các chú thôi. Thì anh thế này, nếu mà so sánh nó khập khiếp nhiều, anh thoáng lắm không muốn là thôi, cũng cái xin là xin các chú là làm sao là cho anh cũng thoải mái, mà các chú thoải mái nó hài hòa hai bên. Anh xem theo dõi em biết rồi, có người em không mặc cả một đồng đúng không? Rồi. Bởi vì xuống xem cái xe nó đẹp quá, mình không có gì để mình chê cả. Thế nhưng nó có cái vấn đề gì đấy thì mình cũng phải chia sẻ nó ra làm sao cho nó hợp tình hợp lý để mình có thể mua được cái giá hợp lý. Nói đơn giản là vấn đề chú như thế. Nhưng anh rất tiếc cái này, vì cái kỷ niệm của anh qua quân ngũ, nói chú là lại có một câu lời lại với chú là bán đi thì mua lại thì sẽ khác, nhưng cái tâm lý nó lại khác. Đúng rồi. Cái cổ của mình ấy, nó cứ từ đầu là mình dùng nó vẫn mình giàu, nó tối ngủ mơ vẫn thấy nó. Anh tên gì nhỉ? Anh nhỏ em chú Cường. Cường 81 hay là 80? 81. À 81 à? Ừ đấy, anh 71. Vâng. Tình cảm. Thế bảo là bằng tuổi bố vợ em mà. Thôi anh làm anh chú rồi, còn dám so sánh với chú. Anh Cường lấy lời hứa chú mua xe này, chú bảo là chú lên nhà cháu chơi. Em Sơn Dương mà. Từ lúc mua xe này cháu chưa lên được nhà nhau. Công việc của ông bảo ông quyết đoán ông bán xe, bảo con cảm thấy tiếc cho ông. Về câu chuyện trưa nay cũng mời các bác đến ăn cơm đàm đạo một tí thôi. Chú bán cái xe để cũng cho anh em biết để làm sao mình sử dụng cái kinh phí sau này mình làm nhà để mình có chỗ. Anh công tác chú biết không? Nay chỗ nọ chú yên năm chí bắc, cái lúc đời trong quân ngũ nó phải thế chú ạ. Vâng. Nhưng về quê là nghỉ hưu rồi là có chỗ để mình về với quê hương, về với mọi người yên tĩnh. Đúng rồi. Thì tuy nhiên mình có một cái phương tiện này đi lại thì cũng là giải quyết đi lại thôi. Nhưng mình chưa có nhưng mà nhà, vẫn phải có cái nhà cho đàng hoàng đã. Đấy. Đó, chú đấy, ăn cư lồng nghiệp. À, đúng rồi. Thì anh mới đi cho chú đấy. Được rồi, đấy giá thì em đề xuất thế thì anh chốt em giá đấy thì em cảm ơn. Em hỏi một chút này. Vừa nãy anh có nói đến cái vấn đề là anh chị ly hôn rồi. Anh ly hôn rồi. Thì bây giờ do mà từ ly hôn trước khi anh lấy xe hay là trong khoảng thời gian anh lấy không. Xe? Anh ly hôn sau anh mới lấy xe chứ. Ly hôn đàng hoàng anh mới lấy xe chứ. Thế thì bây giờ em sẽ phải nhờ anh lấy cho em một cái giấy nữa. Ừ. Đó là cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ừ. Cái giấy đấy thì nó công an bên xã nó sẽ hỏi là mình lấy giấy đấy làm gì, thì anh bảo là bây giờ lấy tôi bán xe. Rồi. Thế là được. Rồi ok. Còn nhiều cặp vợ chồng bây giờ là nó không có giấy kết hôn thì phải ra ngoài xin xác nhận gọi là trích lục hôn nhân. Rồi. Đấy, okay. Nó có hai cái như thế. Em yên tâm. Vâng. Hai nữa nếu mà xác nhận là người thực vừa được có chị đây là cũng từ cái xe của cái tên chị đây. Đấy anh lấy làm lần rồi anh biết đấy. Vâng, nó phải có những cái đấy. Vâng. Đấy thì anh cái đấy anh gửi sau cho chú nhá. Vâng, nhưng anh cố gắng xin cho em. Rồi ok. Vâng. Anh vợ xã toàn nhà anh cả. Mẹ bọn nó hẹp hòi những cái câu đấy. Vâng. Đúng rồi. Anh cho em xin cái mượn cái căn cước của anh. Căn cước đó. Anh em mình làm thì nó tạo điều kiện về mặt hành chính cũng như là cái gì nó rõ ràng. Dạ. Nó dễ chú ạ. Vâng. Không được. Cháu phải gọi chú thôi là đúng rồi. Không thể gọi giống gọi bằng anh được. Rồi, đúng cái quần rồi. Đẻ ra được rồi. Đẻ ra được rồi. Anh ở thành phố luôn. Thành phố ở gần Đại học Nông Lâm ấy. Ừ. Để xem còn cái đồ gì không cho bác ấy bỏ xuống nốt. Đây là trong cốp này không còn cái gì. Rồi. Mấy cái vừa vẩn. Ê, bùa biết gì này. Mấy cái bà kia, anh ấy. Vâng. Mày tín lắm đâu. Vâng. Xin lỗi chẳng qua mấy cái bà kia. Không, mấy bác đi quân đội thì bác nào cũng thế. Bố em thế mà. Nói chân tình chẳng mấy tín đâu. Chẳng qua mình tôn trọng họ thôi. Vâng. Bác bỏ cái đống phong bì cái đại có gì đi. Không có. Đấy. Cái này nó toàn. Đấy, những cái gì của bác ấy bác bỏ hết. Đằng sau còn cái gì không nhỉ?
Không có gì đâu. Nhà đấy. Anh để cái ấy cứ ơi. Dạ. Để giấy tờ lại nhá, cái bảo hành rất là. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Cái đấy sổ bảo hành mà các thứ là trong đấy hết đúng không? Thôi. Vâng. Trong đấy làm kỷ niệm thôi. Nó không có gì quan trọng. Còn chỗ nào có quỹ đen không thì lấy nốt ra bác. Ui làm gì, bộ đội không có quỹ đen đâu. Hết thời quỹ đen rồi. Em đã từng mua xe của bác làm trong ngành nha, rút hết chỗ nọ chỗ kia là đều có phong bì xé ra luôn. Nhưng anh là người cán bộ chính trị không bao giờ có gì. À đấy ạ. Thì có cái tấm lòng ở đấy. Vâng. Tao là người chính trị. Anh có cái mới quả lốp này nguyên bản vẫn để đây chưa rồi. Lốp vẫn còn chưa hạ đúng không? Để đây đang xem còn cái gì còn sót lại không. Đây nhà các chủ đây. Nhưng mà hơi tiếc cái là cũng lại sang tên lần thứ hai rồi. Nó mà một lần thì đẹp. Ừ. Nó mà một lần thì đẹp. Quá đẹp luôn. Anh cần giúp chụp ảnh của anh không? Ok. Thôi, thằng Nguyên cái ảnh nước. Thôi. Cảm ơn bác nhá. Bác lúc nào về Thái Nguyên nhá. Rồi. Tạt qua nhá. Lúc nào bán bảo anh em. Rồi rồi sẽ bán phải lên đời chứ đúng không? Ai đi mãi con đời 2015 16 là được. Khi nào bán được quả đồi ra thì mình tìm được cái cảnh nông thôn này. Bán đi lại thêm vài trăm nghe. Đau hết đầu. Mình ơi. Lùi ra nhá anh. Mới mà. Anh em phải thật mà, đây là ông rồi, ông có nói bao nhiêu đâu. Thôi đi nhá. Mình ơi, tự lùi nhá. Ok. Đi thôi. Rồi, bye bye nhá. Chào anh. Đi. Ok. Rồi, bây giờ thì tiếp tục khởi hành đi về. Ra được, ra được. Khởi hành cho các bạn. Thành công rồi. Mua được con Vios. Một chủ mua từ mới nhưng sang tên lần thứ hai. Nói thì bảo là buồn cười nhưng mà sự thật nó là như thế các bạn. Đấy. Ôi ôi, lại có ai gọi điện rồi. Cứ từ từ đấy nhá. Để em còn phải coi như là rời khỏi chỗ này đã, xong bác nào gọi thì gọi. Rồi. Đâu rồi, còn cu em nữa. Bây giờ là sẽ phải khởi hành đi về. Hơi xa các bác ạ. Đớp. Bèo bèo thì cũng là. Đâu rồi, mình nó lùi ra chưa? Rồi. Anh. Rồi, tí này ra đấy thế nhỉ? Xe đi ấy, mình lùi mãi nó không xuống. Rõ ràng đứng ở trên dốc. À, mấy bác này. Chào. Vâng, chào anh. Đường này sao là cao tốc nó nhiều xe. Vâng. Đi tí rồi quay cũng được. Hả? Đi tí rồi quay. Đi bình thường có sao đâu. Nghề nó quen rồi. Rồi, em về đây. Này, cứ thích cái quần của mình. Nhìn nào. Nhìn cái cung đường này, nhìn thấy mấy quả đồi xa xa đẹp chưa? Đấy, em mình em đang bắn đằng trước kia rồi. Lùi nhanh thế chứ này. Đi nhanh thật. Rồi, bây giờ thì là bọn em sẽ khởi hành về các bác nhá. Xem tầm mấy giờ em có mặt ở Thái Nguyên nào, mời các bác tiếp tục theo dõi. Ok, bây giờ là 16 giờ 35 phút, em đã di chuyển về đến cầu Nhật Tân. Đấy. Thì hành trình này cũng khá là dài đấy, cả đi cả về của nó là hơn 300 cây số các bác ạ. Nếu mà cả đi lòng vòng mua bên kia nữa thì nó tầm khoảng đâu đó khoảng 320 cây số. Đấy, cả đi cả về. Đấy. Rất là vất vả. Hôm nay thì có em Dũng đi kèm. À, đi cùng. Đi lái xe. Đấy. Trải nghiệm. Đấy thì lúc đi thì cơ bản là nhà không còn cái xe nào tháo biển hết rồi, gạ thằng em đi cùng. Đấy. Thế là đi như này thì cũng khá là vất vả. Cho nên là cũng may mắn là mua được hai con xe. Đấy, có một con Honda Civic hạng C và một con Vios này. Tất cả hai xe đều khá là ok. Đại khái là vừa lòng. Đấy, vừa được miếng. Đấy. Rồi ok. Có lẽ rằng là em cũng không làm cái video quá dài để về đến Thái Nguyên nó như thế nào nữa. Bởi vì cũng không đi trên con Vios đó. Em đang đi ở đằng sau ấy. Đấy. Thì em xin phép là xin chào các bác. Em xin phép là kết thúc cái vlog đi mua con Honda Civic và con Vios 2021 bản G tại đây. Đấy. Cảm ơn tất cả những các bác và anh em đã theo dõi vlog của em Cường, em Mịch. Đấy. Các bác và anh em mà có cảm thấy hay, cảm thấy vui trong cái vlog này thì có thể cho em xin một like,
một đăng ký, một chia sẻ, một nút bấm chuông trên YouTube chẳng hạn, phải không các bác? Xin chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.